Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast 8 và con đường đến với danh hiệu trùm tài tiếng. Có thể nói trong những ngày gần đây, xe điện VinFast 8 đang là tâm điểm của dư luận mạng xã hội. Liên tục xuất hiện những bài báo bất lợi từ cả trong nước lẫn ở nước ngoài nói về loại xe này. Mới đây, tờ báo Zagnoptic lại có bài đánh giá rằng VinFast đơn giản là chưa sẵn sàng vào thị trường Mỹ. Thực tế cũng cho thấy điều đó xe VinFast có quá nhiều lỗi bị người ta đánh giá trên YouTube và chia sẻ khắp nơi trên thế giới với hàng ngàn bình luận khác nhau. Đối với bước thiếu tiêu chuẩn này của VinFast thì hãng tin Reuters cho rằng VinFast đã thật táo bạo. Tờ báo này hôm 21 tháng 12 đã gọi bà Lê Thị Thu Thủy, tổng giám đốc của VinFast toàn cầu là người thách thức Elon Musk của Việt Nam khi hãng xe điện mới nổi này dự định tranh thị phần lớn với Tesla tại nước ngoài. Đây là hình ảnh báo chí trong nước tung tin rầm rộ với bài báo của Reuters. Sức mạnh của VinFast nói riêng và VinGroup nói chung là một câu hỏi rất lớn. Vì hiện nay tập đoàn mẹ VinGroup đang ngập trong nợ nần đến 285% tổng giá trị vốn của nó, gần gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong khi đó thì VinFast cũng đang lỗ lũy kế vượt cả vốn chủ sở hữu và vẫn đang đốt tiền rất nhiều mỗi ngày bất chấp những thua lỗ kinh khủng thì VinFast vẫn đang thực hiện tham vọng to lớn và đang tìm cách xâm nhập vào thị trường Mỹ. Điều này được tờ báo nước ngoài đánh giá là bước tiến nhanh nhẹn và táo bạo. Bước tiến thì hiển nhiên là có và táo bạo thì cũng có, không sai chút nào. Tuy nhiên, một chuyên gia cho Thời báo chấm biết rằng vấn đề của VinFast là phải phát triển bền vững. Thua lỗ của VinFast đã lên tới con số 4,7 USD và nếu không thể chuyển mình thì vinfast sẽ khó tránh khỏi đứng vững trên thị trường của mỹ lời khen tặng của một tờ báo nổi tiếng như là một cơ hội ông phạm nhật vượng đã chụp ngay thời cơ và cho các tờ báo trong nước đăng lại rầm rộ đây là cơ hội ngàn năm có một nên không thể bỏ lỡ trong tình thế vô cùng bất lợi cho xe vinfast hiện nay và hãng xe vinfast có rất nhiều lỗi tình hình kinh doanh thì liên tục thua lỗ cho dù cố che đậy thế nào đi chăng nữa, thì những thông tin bất lợi trên Vinfast vẫn nhàn nhạt trên mạng xã hội và được cộng đồng bình luận chia sẻ rất nhiều. Đây là hình ảnh tai tiếng dồn dập của xe Vinfast 8. Tai tiếng của Vinfast đâu chỉ mới xuất hiện trên phiên bản xe điện Vinfast 8 mà nó đã xuất hiện rất nhiều ở loại xe xăng trước đó. Việc khai tử xe xăng của VinFast cho thấy hãng này không thể nào nâng cất chất lượng ngang với tầm xe Nhật, xe Hàn được. Xe nào mới xuất hiện mà không bị lỗi, tuy nhiên để cho công ty phát triển bền vững thì những phiên bản sau phải có những sản phẩm khắc phục được lỗi của phiên bản trước. Hãng Hyundai của Hàn Quốc cũng đã từng là hãng xe không được đánh giá cao về chất lượng khi mới xuất hiện trên thị trường. Nhưng sau đó họ đã cải tiến và giờ đây chất lượng của hãng xe này có thể cạnh tranh sòng phẳng cả với Toyota, lâu đời hơn đối với họ. Nhiều khách hàng Việt Nam hy vọng xe VinFast 8 ra đời sẽ không còn những hỏng hóc thường xuyên như xe Lux A2.0 hay Lux SA2.0 nữa. Tuy nhiên, đến khi VinFast 8 lăn bánh thì rất nhiều chủ nhân của nó đã phản nàn về lỗi dòng xe này. Như vậy là rõ ràng ông Phạm Nhật Vượng đã không cố gắng để rửa sạch những tai tiếng do xe xăng VinFast để lại mà ngược lại ông vẫn để VinFast 8 gây ra nhiều tai tiếng hơn nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng chưa giải nổi bài toán chất lượng cho xe VinFast. Mới đây trên kênh YouTube Trúc lại xuất hiện một clip rằng chia sẻ về VinFast 8 đi mới 20 km đã hỏng pin. Những điều nên cân nhắc trước khi lấy xe. Rõ ràng là chủ nhân của chiếc xe VinFast 8 này đã nhận cháy đắng ngay khi mới nhận chiếc xe để giảm đi những video bóc phốt xe kiểu này, VinFast có thể làm sao xe tốt hơn, giảm được phàn năng của khách và đặc biệt là phải kiểm tra thật kỹ sản phẩm rồi mới trao tay cho khách hàng. Chứ cứ đem những sản phẩm lỗi ra vậy ra bán sớm thì VinFast 8 cũng sẽ thành ông trùm tai tiếng. Làm truyền thông tốt là để mở rộng thị trường, làm sản phẩm tốt mới giữ vững được thị trường. Nếu người này đến người khác cứ liên tục tung clip tố cáo lỗi như thế thì e rằng VinFast khó mà sống với thị trường trong nước, chứ đừng nói gì đến thị trường Mỹ đầy tính cạnh tranh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin VinFast 8 và con đường đến với danh hiệu Trùm Tài Tiếng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tổng Bí thư tìm thiên đường trong địa ngục. Vào tháng 11 năm 2013 khi đó, phát biểu trong một phiên họp tổ tại kỳ họp thứ 6 của hội khóa 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa rất hiếm khi ông Nguyễn Phú Trọng có câu thừa nhận như thế này bởi ông luôn kiên định với tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản đang theo đuổi. Trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, người ta vẽ ra một thứ thiên đường bánh vẽ mà Đảng Cộng sản gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Thiên đường thì đâu không thấy, chỉ thấy đất nước Việt Nam chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mỗi thời kỳ của xã hội chủ nghĩa nó có hình thái khác nhau. Tuy nhiên, so với những gì mà các nước tư bản phương Tây xây dựng, thì xã hội Việt Nam vẫn luôn là một địa ngục. Đây là hình ảnh lời nói của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Stalin đã từng giết chết 20 triệu người dân Liên Xô trong thời bình, đó là một địa ngục. Mao Trạch Đông làm chết từ 80 đến 100 triệu người dân Trung Quốc trong phong trào đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa, đó là địa ngục. Pol Pot Khmer Đỏ giết 1,5 triệu người dân Campuchia, đó cũng là một địa ngục trong quá khứ cải cách ruộng đất mà ông hồ chí minh phát động là nỗi kinh hoàng cho người dân miền bắc việt nam thời kỳ đó địa chủ bị đem ra hành quyết chỉ bởi vì họ có tiền hơn người khác tiếp sau đó là cuộc chiến nam bắc đẫm máu khiến hàng triệu đồng bào chết đi đất nước kiệt quệ vì kinh tế mất nội lực phát triển đấy là địa ngục trong quá khứ hiện nay xã hội việt nam thì vô cùng bất an quan chức thì tham ô hàng trăm hàng ngàn tỷ và để mặc cho người dân phải chịu nợ công đầm đìa. Công an thì bỏ mặc cho ma túy và buôn lậu tràn ngập thị trường, nơi công cộng nào cũng có biến thành tụ điểm hút chích của dân xỉ ke ma túy. Mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh tới 35 triệu đồng tiền nợ công và con số này cứ tăng lên mỗi ngày. Xã hội thì đầy rẫy trộm cướp, người dân Việt Nam ra đường không cẩn thận là sẽ bị cướp giật. Buôn bán thì vô đạo đức họ bơm hóa chất vào rau quả và thịt cá để tự đầu độc lẫn nhau miễn là có lợi nhuận. Đây là hình ảnh một địa ngục hiện tại. Đây là hình ảnh lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan. Thế giới ngày nay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Tại Thái Lan, người dân trung thực với nhau không có cướp giật, tệ nạn ma túy vắng bóng. Trong khi đó, xã hội Việt Nam vẫn đang ngục lặn trong một thứ địa ngục do Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và duy trì để dễ bề cai trị. Các nước khác tiến đến xã hội văn minh bằng nỗ lực của cả người dân và chính quyền. Còn tại Việt Nam, Đảng Cộng sản đã kìm giữ xã hội trong tâm tối và vẽ ra một thứ thiên đường trên khẩu hiệu. Báo Nhân dân Điện tử vào ngày 5 tháng 11 năm 2011 khi đó đã đăng lại lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước lúc đó rằng Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nước pháp quyền trong lịch sử đã và đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản. Nhưng chưa tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu đúng với dân chủ đi liền với kỷ cương, nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối chia rẽ, làm tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tiếp hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho dân tộc Việt Nam ăn một cái bánh vẽ rất to. Thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng đang hô hào tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thiên đường đâu không thấy, mà chỉ thấy đêm trường nô lệ hiện diện ở Việt Nam suốt 77 năm qua. Cái thiên đường bánh vẽ của ông chủ nghĩa Mark Lenin ấy biết là bánh vẽ nhưng ông Trọng vẫn đang dẫn dắt Đảng Cộng sản đi tìm. Và điều chua chát hơn là ông Trọng đang tìm thiên đường ngay trong địa ngục do ông và Đảng Cộng sản đã tạo ra cho dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Ông Tổng Bí Thư tìm thiên đường trong địa ngục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm